Lưu Hiểu Khánh được truyền thông Hoa ngữ công nhận là nàng võ tắc thiên kinh điển nhất màn ảnh. Bà từng 6 lần đạt giải ảnh hậu Bách Hoa, Kim Kê, 3 năm liên tiếp giành cúp vàng Bách Hoa. Đây là kỷ lục mà đến nay chưa ai phá nổi. Trong suốt 16 năm trời, Lưu Hiểu Khánh đã hô mưa gọi gió của màn ảnh Hoa ngữ. Khi trên đỉnh cao sự nghiệp, bà sở hữu vô số công ty truyền thông và kinh doanh, với gia tài ước tính đến 3.600 tỷ đồng. Lưu Hiểu Khánh cũng là nữ diễn viên Hoa ngữ đầu tiên có tên trong danh sách Forbes những người giàu nhất Trung Quốc. Tuy thành công rực rỡ như vậy nhưng đời tư của bà cũng vô cùng hỗn loạn. Người chồng đầu tiên của Lưu Hiểu Khánh là Vương Lập, diễn viên đoàn ca kịch Bắc Kinh. Dù không có tình cảm, nhưng bà vẫn nhận lời làm đám cưới chỉ vì muốn có hộ khẩu Bắc Kinh. Sau kết hôn, nữ diễn viên họ Lưu mải mê với công việc, bỏ mặc chồng và thậm chí bà sẵn sàng phá thai để không làm ảnh hưởng tới việc đóng phim. Tới năm 1980, trong quá trình đóng phim Sâu trong tâm linh, Lưu Hiểu Khánh đã rơi vào lưới tình với vị đạo diễn đã có vợ, Trần Quốc Quân. Biết được điều này, Vương Lập vô cùng tức giận và cả hai liên tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nổi nóng, Vương Lập tát mạnh Lưu Hiểu Khánh một cái và cả hai đường ai nấy đi. Về phần vị đạo diễn họ Trần, vợ ông dù biết chồng ăn nem bên ngoài nhưng vẫn quyết không ly hôn cho tới 3 năm sau. Trong khoảng thời gian đó, Trần Quốc Quân và Lưu Hiểu Khánh chung sống như vợ chồng, bất chấp điều tiếng vào của dư luận. Đến năm 88, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Thế nhưng cuộc hôn nhân này cũng không bền được bao lâu, vì có kẻ thứ ba chen chân, đó là nam diễn viên trẻ tài năng Khương Văn. Được biết, Lưu Hiểu Khánh quen biết đàn em kém 10 tuổi đã nhiệt tình nâng đỡ Khương Văn trên con đường sự nghiệp và mở rộng các mối quan hệ. Nhưng Trần Quốc Quân cũng chẳng phải dạng vừa, khi nghe được tin đồn tình ái của vợ ông đã mang theo hung khí tới tìm Khương Văn, ép cả hai thật về mối quan hệ của hai người. Không chỉ dừng lại ở đó, Trần Quốc Quân còn lôi ép Lưu Hiểu Khánh phải thắt cổ tự sát. Phải đến khi bà quỳ gối khóc lóc thì Trần Quốc Lập mới chịu tha. Đến năm 90, cả hai đường ai nấy đi chỉ sau 2 năm gắn bó. Sau khi ly hôn, Trần Quốc Quân đã xuất bản cuốn tự truyện khiến danh tiếng của Lưu Hiểu Khánh bị ảnh hưởng nặng nề và nhận vô số chỉ trích từ công chúng. Mối tình của Lưu Hiểu Khánh với Khương Văn cũng chẳng thể đi được tới cái kết đẹp bởi vì vị đạo diễn này chót trúng tiếng sét ái tình với Ninh Tịnh khi cùng hợp tác trong một dự án điện ảnh. Chia tay với Khương Văn, nữ diễn viên lao vào mối tình với nhiều tài tử khác nhưng đều chẳng thể đi cái kết viên mãn. Tới năm 2000, Lưu Hiểu Khánh lại siêu lòng trước nam diễn viên kém 6 tuổi Tôn Tương Quang. Lúc ấy, nam diễn viên này đã có vợ con nhưng vì yêu bà mà Tôn Tương Quang sẵn sàng ruồng bỏ vợ con để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Sóng gió ập tới Lưu Hiểu Khánh vào năm 2002. Khi đó bà bị tố trốn thuế. Sau quá trình điều tra, nàng võ tắc thiên kinh điển bị bắt ngồi tù 422 ngày, trả lại đủ thuế và bị phạt thêm 20 tỷ đồng. Đây chính là bê bối trốn thuế đầu tiên trong làng giải trí khiến cả xứ Trung chấn động. Trong khoảng thời gian ngồi tù, Lưu Hiểu Khánh nhắn gửi với người tình Tôn Tương Quang nếu chờ mình thì sau khi ra tù cả hai sẽ kết hôn và nam diễn viên đồng ý. Đến ngày 17 tháng 8 năm 2003, Lưu Hiểu Khánh mãn hạn tù và sau đó một tháng, bà đăng ký kết hôn với Tôn Tương Quang. Lúc đó, bà vẫn còn nợ số tiền phạt 20 tỷ đồng. Để làm lại từ đầu, Lưu Hiểu Khánh sẵn sàng đóng những vai quần chúng. Và sau nỗ lực, danh tiếng của nữ diễn viên có phần vãn hồi lại nhưng không được như xưa. Khi sự nghiệp thuận lợi cũng là lúc bà gặp trục trặc trong hôn nhân. Vào cuối năm 2005, Lưu Hiểu Khánh bắt quả tang chồng ngoại tình và cả hai ly hôn sau 3 năm chung sống. Giờ đây sau nhiều lần đổ vỡ trong hôn nhân, Lưu Hiểu Khánh kết hôn với người chồng thứ 4 là vị đại gia Hồng Kông Vương Hiểu Ngọc, hơn bà 10 tuổi. Phiên bản Võ Tắc Thiên của Phan Nghinh Tử cũng được nhận xét là đẹp và xuất sắc nhất trên màn ảnh. Thời điểm đóng vai Võ Mị Nương, Phan Nghinh Tử đã 36 tuổi, nhưng vẫn thể hiện nhân vật tự nhiên từ lúc còn là một thiếu nữ ngây thơ 14 tuổi, đến khi thành người đàn bà tàn ác, thủ đoạn và nhẫn tâm trên đỉnh cao quyền lực. Phan Nghinh Tử vào nghề diễn từ rất sớm khi mới 16 tuổi, đóng phim cho hãng Saw Brothers tại Hồng Kông. Bộ phim đầu tiên mà bà tham gia là Thất Tiên Nữ đã mang hình ảnh tam tiên nữ xinh xắn, đáng yêu đi vào lòng khán giả. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Phan Nghinh Tử chỉ thực sự khởi sắc khi chuyển tới Đài Loan. Tại Đài Loan, Phan Nghinh Tử nổi tiếng thông qua các bộ phim như Võ Tắc Thiên, Thái Bình Công Chúa, Phụng Nghi Đình. Không chỉ có thực lực diễn xuất, bà còn có khả năng ca hát, nhảy múa và dẫn chương trình. Ai cũng nghĩ đại mỹ nhân sẽ luôn rực rỡ, kiêu hãnh và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Nhưng bà bất ngờ rơi vào lưới tính với nam diễn viên Trần Hồng Liệt, nổi danh nhờ những vai phản diện nổi tiếng những năm 60, 80. Sau 3 năm hẹn hò, Phan Nghinh Tử và Trần Hồng Liệt quyết định dọn về một nhà. Vì tình yêu, Phan Nghinh Tử đã quyết định từ chối những cơ hội đắt giá để lui về vun đắp gia đình và cuộc sống chỉ quanh quẩn bên một người đàn ông. Cứ ngỡ rằng nàng võ tắc thiên xinh đẹp ngày nào sẽ được viên mãn thì sau 8 năm hạnh phúc, cuộc hôn nhân kết thúc vì Trần Hồng Liệt có bồ nhí và có con riêng bên ngoài. Quá đau khổ vì bị chồng phản bội, bà từng có ý định tự tử. Từ đó tới nay, Phan Nghinh Tử không đi thêm bước nữa mà vẫn cô độc một mình. Sau đổ vỡ hôn nhân năm 31 tuổi, Phan Nghinh Tử chuyển sang thị trường Đài Loan vừa để tìm những cơ hội mới. Thời điểm đó, làng giải trí có vô số mỹ nhân trẻ tuổi, nhưng với nhan sắc hơn người và diễn xuất xuất chúng vẫn giúp bà tỏa sáng một lần nữa. Hiện tại, khi ở tuổi 70, Phan Nghinh Tử vẫn hết sức tươi trẻ cùng phong cách thời trang thời thượng đáng ngưỡng mộ. Phạm Băng Băng trở lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm vắng bóng thông qua bộ phim vào năm 2014. Với nhan sắc quyến rũ, kinh diễm và được đầu tư hoành tráng, đã giúp đem lại một tác phẩm ăn khách thời điểm đó. Nàng Phạm ra nổi lên nhờ vai A Hoàn Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách. Nhờ bước đệm đó, Phạm Băng Băng dần trở thành nữ thần, ngôi sao hạng A. Bằng chứng là Phạm Băng Băng chính là nữ diễn viên Trung Quốc
được khán giả quốc tế nhớ đến nhất khi thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ các liên hoan phim danh tiếng với những bộ trang phục đẳng cấp. Tưởng chừng sự nghiệp của Phạm Băng Băng cứ mãi cao cao tại thượng, như vậy thì bất ngờ bị tố trốn thuế. Cụ thể, vào tháng 10 năm 2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục Thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế và có hành vi gian lận thông qua các hợp đồng âm dương. Vụ việc này khiến cô bị phạt và truy thu 128 triệu đô. Phạm Băng Băng phải viết thư tay xin lỗi khán giả, song dư luận vẫn tỏ ra phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản phong sát nàng Phạm Băng Băng trong suốt 3 năm qua. Từ một diễn viên hạng A, vừa có danh tiếng lần quyền lực hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, thì Phạm Băng Băng đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn đến từ chính người dân trong nước. Do vi phạm lần đầu cho nên, mỹ nhân họ Phạm không phải ngồi tù và chỉ cần nộp phạt đầy đủ số tiền trong khoảng thời gian quy định. Sau sự việc này, Phạm Băng Băng gần như biến mất khỏi làng giải trí. Mãi cho tới tận ngày hôm nay, khán giả mới thấy cô xuất hiện ở một số sự kiện và làm từ thiện. Về tình duyên, Phạm Băng Băng có mối tình đẹp với Lý Thần. Nam diễn viên còn cầu hôn mỹ nhân họ Phạm và nhận được cái gật đầu từ cô. Nhưng sau xì căng đan trốn thuế, cả hai chia tay vào tháng 6 năm 2019. Trong khoảng thời gian yêu đương với nam diễn viên họ Lý, Phạm Băng Băng bị Trương Hinh Dư tố làm người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của cô. Sau chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng bị đồn đoán mang bầu với đại gia có máu mặt, nhưng cô đều giữ im lặng. Hiện tại, nàng Phạm gia đang tìm cách quay lại làng giải trí.